mọi người. Hôm nay mình mua, mấy hôm nay đi edit cái video, làm được mấy cái video cả mấy tháng nay mà edit bằng phone nó hí hết mắt lại rồi, bờ hết mắt luôn. Cái phone S9 này không được, hôm nay mình chính thức và nhất định phải đi mua một cái Samsung tablet. Cho nên mình chiếu lên, mình review cho bà con coi. Cái này mua mấy bữa rồi mà phải tâm nó bận rộn đi làm quá. Hôm nay chính thức mình phải chạy ra tiệm chạy ra tiệm chỗ Tâm làm bên cạnh cái quán cà phê này mà trời nóng lắm bà con ơi. Giờ này là khoảng chừng như nó báo 104-105 độ không? Khoảng chừng tương đương với 40 độ C á, khoảng chừng 40 độ C á. Nó nóng nhưng mà có người ngồi lên quán cà phê cái mùi Corovis này sẽ bà con đợi này. Nhưng mà cái này mình mới mua mà 1-2 ngày rồi mà đợi lâu quá, hôm nay mình chính thức mở nè. Cái này là mình mua này ở Best Buy nha bà con. Cái này là ở Best Buy này. Cũng rẻ lắm. Cái tablet này edit cho nó dễ, nó cũng hiểu Samsung này thôi. Thật sự đó, mình mở cho bà con cho biết được chưa mà. Cái này là mua 200 đồng nha. Như là giá của nó là 229 đồng. 229 đồng nha. Giá 229 đồng. Cộng với mình mua cái dây, có mua cái dây này nè. Cổ dây cho nó dài để microphone cho nó dài cho xong để cho nó dễ. Đó. Bây giờ mình mở ra coi nó làm sao nha. Cái này chưa mở nè. Này có tầm quay phim mình mới ấy được. Này tầm màn hình bao nhiêu inch vậy anh Lộc? Cái này là 10, nó gọi là xem cái model nó là Samsung tablet Tab A 10.1. Ồ, 10.1 inch à? 10.1. Cái này 10.1 đó. Đó, 10.1 cái này này nó thật sự cái đồ cái gọi là cái storage, cái đồ giữ của nó có 32GB à. Cái này phải order thêm cái ngoài khoảng chừng 256-500 vậy. Tại một cái video mình làm khoảng chừng 3 GB rồi. Nó không có được mấy cái là nó hết rồi, mới lại edit này cho nó khỏi mờ mắt. Coi TV nó mờ mắt quá. Này nó chát quá. Này mình ngồi với buồn lên trà, trà xanh. Này mình không có nấu ăn mà mình không có tiếp tục nấu cái, mình có những cái này mới mẻ này mình quay cho những người nào chưa thấy mà còn thấy. Nếu mà thích mua cái này, nó gọi là tablet thì nó không giống tương đương như kiểu mấy cái tablet kia, nó không phải là hiểu Apple. Nên Apple thì nó nhưng mà cũng coi YouTube được, cũng internet, Facebook cái gì cũng được nếu mà mình có wifi. Đó, nó có cái hộp mới này. Đó, rồi nó có cái vị nữa này. Đây mình chiếu cho bà con coi chứ không có khoe khoang gì đâu nha. Mình nói gì mới mẻ, mình nói gì mới mẻ, mình có nội dung mới mình chắc buồn. Nó bọc kỹ lưỡng này bà con. Thêm là cái bị nó này, bóc ra coi nó có những gì nha. À, nhưng mà ở đây nó có internet, không biết nó có chạc không hả? Cái này nó dùng loại Android, nó của từ Eager của cái phần mềm mà để nó chạy cái operating system của nó đó, nó là thuộc loại của Android, cũng giống như là mình Apple nó là OS rồi của Windows, và cái trong computer nó là Windows thôi. Mấy cái này nó chạy bộ phận chạy thôi, còn mình dùng YouTube, mình dùng internet được. Có cái này thì chắc phải mua thêm cái bồng để cái này để edit làm video chứ, làm cái bằng cái phone nó mắt nó mờ hết rồi, nhìn mắt nhỏ về mà nó chơi mờ hết rồi, sao mà chị nói đó có lý không. Bây giờ để mình coi nó có gì nào. Cái hộp nó làm đẹp lắm này. Nhà thấy không? Nó làm thật sự mà nó bán cho hộp mình biết bao nhiêu tiền rồi hả? Hộp nó làm kỳ lưỡng lắm. Cái này là cái dây thôi, có cái gì là lạ hết. Cái dây chạc. Cái cục chạc này nó loại fast, nếu mà mình có loại chính này của nó thì nó rất là lạ. Coi nó có gì nữa đây. Thế gì nữa đây? Cái này cái hộp nó làm cho đẹp thôi, không có cái gì hết. Còn cái này chắc là nó không chỉ cắt cho mình rồi, cái này chắc là để mở. Nó có cái kim này để chắc là để mở mình là bỏ thêm cái sim chip nhỏ nhỏ vô đó. Để cái đồ giữ lại những cái mình quay đó, cái gọi tiếng Việt nó gọi là gì ta? Cái storage đó. Bao nhiêu gig á? Cái đồ giữ lại cái này cắm ở đây nè. Cái bộ nhớ. Bộ nhớ đó, không phải là cái memory đâu nha, cái này là cái storage á, cái đồ để giữ lại á, phần giữ lại á. Cái hot á. Như hot drive ngày xưa đó. Rồi cái này nó có này đó, nó có ba cái giấy, một cái gọi là quick guide. Cái này là mình mua cái gì nó không có nè,
nó cũng chỉ cho mình bắt đầu mình start làm sao. Cái này là loại Tab A nhá, Galaxy Tab A. Sau là mình dùng cái này, mua cái này nhỏ cho tiện để mình đi chơi đồ, mình edit cho nó dễ. Còn nếu mà mình ở ngoài rừng ngoài rú thấy gì có gì mình quay cái mình liền trong phone được, nhưng mà cho nó dễ. Cái này là nó chỉ cho mình là mở lên từ bắt đầu từ đường nào nè, setup nè. Cái đầu tiên remove SD card nè, rồi bỏ cái này thôi, không có cái gì hết, bình thường. Còn cái này là cái nói chung là nó bảo mình đừng nút pin, đừng ngầm dây, rồi nó nói đủ trò để cho mình thêm condition safety rồi này, để khỏi mình kinh tùng nữa đó. Thế là mình mở lên coi nó có lên được không nhá. Lên được thì chắc là mình chuẩn bị mình chạc lại đâu, mình quấn quấn phần 2. Mới là tính review nhà đâu mà tâm nó bệnh quá rồi, thôi ra ngoài đây cho nó lạ chút. Thấy uống cà phê đê nóng về mà xe cổ đó. Nhân làm em chiếu cho mình con uống cà phê xuống hàng. Tại một cô Rubis này nó chút là mình quay trong cái bán cà phê nữa, nhưng mà chỉ vô cái này là quán cà phê Starbucks gần tại chỗ tôm làm, để mình mở này lên nó có thao rồi chứ. Đó, Starbucks này. Đây có một cái cô nữa, cô ngồi chứ đang ngồi nghỉ đó, cái cô làm gần ở đây. Mát rồi, để mình mở power thử nó lên không nhá. Cái này chắc phải chặt pin mà. Thì coi nó nói mới đầu là cái này chắc phải chặt pin rồi nhà. Nhưng mà mình sẽ lên nữa. Ồ lên không? Nó lên rồi này. Để cho nó nói những gì nào. Nó lên nhưng mà mình không có wifi. Có sao bất á. Có sao bất nhưng mà mình phải vô ảnh cái bên trong nó chứ, mình phải ok nó mới cho mình vô. Cái này use the tray remove tool to open the tray. Insert the micro SD card so service into the with the contact position. Quá cái này lắm vậy nè, chưa có cái này nó không có rồi chứ, nó có rồi mà, nó không có rồi, nó đúng đó. Để mình coi mở coi, nó lên là let go rồi này, nó có let go rồi nè cả nhà này. Cái chữ let go không, để mình học theo mình let go nó coi, nó let go English tiếng Anh này, nó bảo mình tiếng Anh này. Rồi nó bắt mình phải chấp nhận những cái điều kiện của nó này. Tự nhiên không được kiện nó tùm lum này. Đó, mình phải đọc hết. Những cái gì mình đọc hết này. Rồi next. Cái này thì có lý nha. Rồi cái này nó bảo mình sẽ cắm dây từ phone mình qua này. Bây giờ mình skip đi. Dạ tạm ngưng nó đi. Mình tính xong. Bây giờ nó bảo dùng internet này, dùng internet của Starbucks này, vô luôn coi nó làm sao. Rồi, nó bắt mình sign in này, đăng ký này, hết này, để mình vô một cái xong một cái trang vô coi tính sau nha. Rồi, nói chung là cái này nó cũng bình thường đó, nó chỉ vậy thôi. Rồi để chút nữa mình về mình bỏ internet vô, xong rồi nói chung mình mở lên chiếu qua cái màn hình thôi chứ không cũng, nói chung là mình mua cái này mình cho biết là xài ra làm sao thôi, chứ còn nhiều người đây chắc nhiều người không có này rồi. Không là có gì mình chiếu xong đó, không có cái gì hết hết đó. Rồi để mình chiếu sơ qua rồi chút nữa mình connect lại rồi mình chiếu qua phần nữa rồi cho cả nhà, cho mọi người coi cho nó vui. Ok, chào cả nhà. Đó, luôn tiện mình ở mấy Tâm luôn này. Đang ngồi mấy Tâm quay phim này, mình quay luôn cái quán cà phê cái mùa Crovis cho mọi Cro nè, cho bà coi. Mà quán cà phê giờ này nóng lắm mà bà con cũng đi đông lắm này, coi nè. Quán cà phê xe nó đợi nè. Đó, quán cà phê của Mỹ, quán cà phê Starbucks nó đợi dài đó, mà kia nó xếp hàng kìa. Đông quá trời. Mà cái nóng ở đây nó không gắt đâu cả nhà ơi. Bà con, cái nóng ở đây nó nóng nhưng mà mình ngồi trong mát này không sao hết á. Đúng không đại ca? Phải không? Hơi nóng thôi. Để bây giờ mình chiếu luôn cái ở trong quán cà phê này, mình vô mua ly nước trà này.
nhưng mà nó chỉ cho mình lấy to go thôi. Vậy mà dạ, mình vô mình lấy miếng giấy đâu, mình cho kiếm ra coi nè. Yep, napkin. I got a napkin. Mình nói ôi, nó rách đeo mà nè, nó mà thấy cái bàn ghế nó đâu có, nó treo dây hết đây nè, nó không có cho ngồi nè. Nó không có cho coi, đó. Rồi, xin chào cả nhà nhá. Rồi có gì mình chiếu lại cái cho coi xong.